Đây là gì vậy? Kết quả xét nghiệm ADN Bạn đang xem phim được chiếu tại tv2.org Choi Su và Choi Si không có quan hệ quyết thống Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả? Siêu không phải là con ruột của tôi à? Bây giờ, anh dám dùng phiếu xét nghiệm giả để đuổi Siêu ra khỏi hung can hay sao? Kết quả xét nghiệm ADN là bằng chứng đáng tin nhất. Nếu như cô không tin tôi, thì cô hãy tự đi xét nghiệm lại. Tôi đã sinh ra Siu của tôi. Để Siu trở thành cháu lớn nhất trong gia đình, tôi đã chịu đựng đau đớn. Dứt giả cực khổ hai ngày mới sinh được thằng bé ra. Vậy mà. Anh dám nói. Siêu không phải con tôi. Chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm sao? Nói thật, tôi cũng không thể chấp nhận điều này. Tôi cũng đã rất hoang mang. Nhưng bà, tôi không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Nếu như cô muốn xét nghiệm lại thì... cho dù anh muốn anh Nam Chin làm người thừa kế của Hùng Ca, thì cũng không nên làm như vậy. Tôi không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng tôi sẽ không làm theo ý của anh đâu. Thừa kế vô! Thừa kế vô! Mời luật sư hơi ra khỏi đây. Còn nữa, đừng bao giờ để anh ta vào đây. Dạ thưa bà. Tôi sẽ đi ra ngoài. Trước khi tôi về thì cô dọn dẹp phòng đi. Hôm nay sau cuộc họp hội đồng khẩn cấp, tôi sẽ không tới công ty làm việc trong 3 tháng đâu nha. Hả? Sao anh nói vậy chứ? Vậy đội của chúng ta thì sao đây? Trong thời gian đó Thì uh, Sung Chu và chú Ly Sẽ thay mặt tôi quản lý đội Ờ Nhưng mà tại sao phải nghĩ làm Hội đồng quản trị bỏ phiếu sa thải giám đốc cho Suhi Không lẽ Họ muốn kỷ luật đội trưởng sao? À, không à, phải vậy đâu à, Chuyện là Đội trưởng của chúng ta Đã quyết định phẫu thuật Để hiến gan cho giám đốc cho CU rồi ừ. Ờ Trời ơi, đúng là vô lý thiệt Sao anh phải hiến gan cho đội trưởng bệnh kia chứ Dù gì á thì họ cũng là anh em mà Nam Chinh đâu thể khoanh tay đứng nhìn Anh em của mình bị bệnh nặng mà chết như vậy được chứ Nhưng mà làm vậy cũng không có đúng Anh có thể phẫu thuật hiến gan sau khi kết thúc cuộc thi mà ừ, Bây giờ thì tình trạng của choi si đang rất là nghiêm trọng Nếu không ghép gan ngay lập tức á thì có thể sẽ chuyển biến xấu Ai. Cô cũng đồng ý sao cô Sung Chu Nếu như anh Chê Sên muốn làm như vậy á thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Tôi cũng vậy, nếu như chồng tôi mà rơi vào tình huống này hả, tôi sẽ giết đơn liên hôn anh ta ngay. Anh thấy chưa? Em rất là muốn thay đổi cách nghĩ của em sau khi nghe những gì họ nói. Ờ, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà sung Chu Đừng có khó khăn với Nam Chin nữa, quyết định chuyện này cũng không có dễ đâu. Mọi người, hãy thông cảm cho Nam Chin đi. Chúng tôi chỉ lo là nếu như không có đội trưởng, thì đội của chúng ta không có chiến thắng anh không cần phải lo lắng đâu anh cứ làm những gì giống như trước đây là được rồi và tôi chắc chắn là tất cả mọi chuyện sẽ ổn trưởng phòng chung ơi nếu giám đốc cho Suhi từ chức thì chuyện gì sẽ xảy ra với đội chúng ta đến giờ tổng doanh thu vẫn chưa chính thức khép lại mà vì vậy chúng ta phải làm hết sức mình nếu như đội hai biết chúng ta dự trữ sản phẩm thì chuyện gì sẽ xảy ra đây làm sao họ biết được chứ ờ tôi nghĩ là họ biết có người nói người của hung can tới nhà kho ồ ờ, giám đốc Choi Suhi sẽ giải quyết mà không có sao đâu ờ chào siu ờ đúng rồi chúng tôi đang ở công ty Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cậu, siêu à, cậu chỉ cần lo cho sức khỏe thôi. Ừm. Uhm. Tôi uh, đi ra ngoài một chút nha. Vậy chúng ta có cần suy nghĩ cách rút lui không? Đúng vậy. Nhưng công ty khác sẽ không tuyển thành viên của đội thua cuộc đâu Suy nghĩ cũng vô dụng thôi À Chi nhánh bên châu Âu của chúng ta Đang tuyển nhà thiết kế đúng không à, Dân Chi à Tại sao cô không nộp đơn Cô và trưởng phòng chung bàn bạc chuyện này thử coi Có thể có tin vui đó Chi nhánh ở châu Âu hả Ừ khi con quay về rồi thì con sẽ cho mẹ làm lại chức vụ giám đốc chính vì vậy nên mẹ hãy đích thân từ chức đi cô ở đây à ờ ngồi ở đây khiến cho tôi thấy thoải mái. Chắc là cô buồn lắm. Tôi rất khó chịu và cảm thấy bực bội. Bởi vì lần này đã bị mấy người trẻ tuổi đó lật đổ vị trí mà tôi đã cố gắng phấn đấu suốt 30 năm. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả Đi thôi Tôi sẽ dẫn cô tới cửa phòng hợp Để cô không sợ Không cần đâu Không cần phải làm vậy Tôi sẽ tự lên đó Tôi không muốn họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại Cô chắc cô có thể làm vậy không Tôi làm được mà ờ dạ alo việc thẩm vấn ban chân sang có thể quản lại một thời gian theo ý của anh nhưng việc điều tra lại không thể quản lại được nữa tôi biết là không dễ để trì quản việc điều tra lại một vụ án bắt cóc ừ bắt cóc trẻ em là một tội danh rất nghiêm trọng sau vụ bắt cóc cho đã nắm được tập đoàn hung can nên phóng viên cũng đã vào cuộc rồi à, ờ vậy thì anh có thể lùi lại thời gian điều tra càng nhiều càng tốt được không? Mấy ngày nay, có chút chuyện xảy ra ở hung can, anh khám phiền nha. Đã đến giờ họp hội đồng khẩn cấp rồi sếp. À, được rồi. Dạ. Uhm, đi thôi, Ủa Chú Ly đâu rồi Chú ấy đang dẫn sinh hôi tới đây đó anh Hôm nay Anh sẽ làm tốt chứ Em đợi anh đó à. Cậu không muốn đánh bại Si U. Vậy mà còn muốn đuổi tôi Ra khỏi hung can sao Nếu hung can quan trọng với bà thì tại sao bà lại quỷ hòa danh tiếng của Hung Can làm Hung Can mất uy tín chứ? Nếu như tôi bị đuổi việc thì tôi cũng không đi một mình đâu. Hãy chống mắt lên xem người giành chiến thắng cuối cùng là ai. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Siu. Tất cả những gì bà dạy anh ta chỉ là thường xuyên cha đạp lên người khác và nghĩ ra những kế hoạch xấu xa để đe dọa người khác con bà không phải là công cụ để trả thù đâu cô thật là trời tráo đó là cách mà người cha gần như làm công ty phá sản dạy cho cô đạo lý sống trên đời sao tôi đã nói với bà rồi nếu bà xúc phạm ba của tôi một lần nào nữa thì tôi sẽ bắt bà phải xin lỗi đó cố gắng làm những gì cô muốn đi tôi nắm các người trong lòng bàn tay rồi chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp hội đồng chúng ta vào thôi mà anh Ly đâu À, à tôi đã tới rồi à, Chưa trễ giờ có đúng không à. Chúng tôi triệu tập cuộc họp ngày hôm nay để bỏ phiếu về việc sa thải giám đốc Choi Su Hee. Sa thải hả? Ờ. À. Bây giờ đội trưởng An Nam Chin của đội 2 sẽ đứng lên trình bày ý kiến của mình, xin mời cậu. Hãy chờ một chút. Trước khi cậu An trình bày, tôi có một vài điều muốn nói. Như vậy có được không cậu An? được bà cứ nói đi đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến thành viên hội đồng quản trị vì đã tốn thời gian của tất cả mọi người Tôi Gia nhập hung Cang với tư cách Là một nhân viên mới vào nghề Và dành hơn 30 năm cho công ty Trong thời kỳ huyền thoại Bán hàng kỷ lục của hung Cang Hợp tác với các thương hiệu châu Âu Tôi là người tiếp thị tích cực Gây ra cơn bão bán hàng ở châu Á Nhưng mà Dạo gần đây Tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Thuốc nhựa mà tôi khuyên đội hai sử dụng trong sản phẩm của họ, thật ra thì có một chút vấn đề, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Hùng Cang. Chính vì như vậy, ngày hôm nay, tôi chính thức từ chức giám đốc của tập đoàn Hùng Cang. chắc là mẹ bây giờ đang cảm thấy rất buồn giống như là bị người nào đó phản bội vậy khiến cho mình không còn tin vào cuộc đời này nữa mẹ anh sẽ tới đây ngay thôi vì tình yêu của mẹ anh đang ở đây mà em có biết là mẹ của anh đã chăm sóc anh như thế nào không không biết mẹ chăm sóc anh thế nào vậy vào đầu năm học là mẹ bắt đầu bao sách vở cho anh bằng những tấm giấy bao tập thật đẹp và bao thật là cẩn thận nữa khi mà anh đi ngủ mẹ của anh chưa ăn gì giật ngồi chút bút chì và còn ủi đồng phục đi học cho anh nữa chứ dù cho mẹ anh có bận rộn cỡ nào thì đêm nào mẹ cũng làm những việc như vậy từ chức vì một sai lầm nhảm nhí đúng là vô lý mà không phải như vậy Giám đốc có trách nhiệm lớn Nên không thể chấp nhận một sai lầm như vậy được Tôi từ chức là việc đúng đắn Nhưng mà Trước khi xử lý chuyện này Tôi xin mọi người hãy cho tôi thời gian 3 tháng 3 tháng? Đợi để làm gì nữa đợi chứ? Đợi 3 tháng là sao? Tôi mong rằng mọi người đồng ý Bởi vì Giám đốc cho CU Cũng sắp tiến hành cuộc phẫu thuật ghép gan rồi người hiến gan không ai khác chính là đội trưởng An nam chim chính vì như vậy hai người quan trọng của hung can sẽ nghỉ phép khoảng ba tháng nếu như tôi cũng từ chức trong thời gian này khi hai người họ vắng mặt thì hung can sẽ lập tức rối tung lên hết giống như là không có một người nào đứng đầu để quản lý hung can vậy tôi sẽ từ chức giám đốc khi cho siu và anh nam chin dưỡng bệnh xong rồi quay trở về công ty chính vì như vậy tôi yêu cầu hội đồng quản trị đưa ra quyết định thật đúng đắn và thật thận trọng Đội trưởng A Nam Chin Cậu có gì muốn nói không? Không có Giám đốc cho Suhi đã nói ra quyết định của mình rồi Vì vậy tôi không còn gì để nói nữa Bây giờ Chúng ta Sẽ bỏ phiếu quyết định Giám đốc cho Suhi phải nghỉ việc ngay Hay là Phải đợi tới 3 tháng sau Xin mọi người hãy bỏ phiếu sao rồi cô hợp thế nào hả tôi quyết định từ chức siu không ở đây sao cô đi được không có cô thì không được đâu tôi vẫn còn thời gian 3 tháng khi siu quay về họ mới xử lý chuyện nghỉ việc không được đâu thưa bà tôi sẽ cho cô làm ở một vị trí khác nên cô không cần lo lắng vậy thì sau khi tới bệnh viện thăm siu chúng ta đi ăn được không không đâu hôm nay tôi muốn về thẳng nhà cả đêm hôm qua tôi đã không ngủ được rồi cảm ơn cô rất là nhiều tôi thật sự đánh giá rất là cao việc cô từ chức bây giờ anh có tin tôi không ừ tôi tin cô nếu như tôi khiến anh dọn ra ngoài thì dọn về đi tôi thấy rất cô đơn trong căn nhà đó tôi sẽ đến thăm thường xuyên thiên thần à <laughs> mọi người làm việc đi tôi cần suy nghĩ một chút chuyện đây cà phê của em bà ta định làm gì trong ba tháng đó à, bà ta đã tuyên bố từ chức rồi còn có thể làm được gì nữa chứ tới giờ mà anh vẫn chưa hiểu con người của bà ta hay sao chứ người phụ nữ đó còn cáo già hơn hồ ly chín đuôi nữa kìa <laughs> người phụ nữ đó hả <laughs> bà ta không còn là giám đốc nữa sao chúng ta phải sợ bà ta chứ không phải anh sợ bà ta thực tế thì bà ta quản lý tất cả các công ty con nếu bà ta ra đi như vậy có thể gây ra hiểu lầm đó à, em đang không biết là anh ngây thơ hay là ngu ngốc nữa <laughs> anh ngốc sao anh chỉ đồng ý về việc bà ta đã từng đóng góp rất nhiều cho hung can làm hung càng phát triển Tất nhiên là đóng góp nhiều rồi Chị cô hả? sung chua à Cô có thể về nhà ngay không? B bây giờ hả? Tại sao? Tôi cảm thấy chán ba của cô lắm rồi Không biết anh ấy bị sao nữa Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau hả? Bây giờ tôi chưa có tới được ờ tôi tôi biết rồi mà được sao vậy họ cãi nhau hả ừ em nghĩ là vậy vậy em đến đó ngay đi sao mà đi được chứ anh sẽ cho em nghỉ phép mà ờ ừ, em mau đi đi con tới rồi hờ ừ, con hả <laughs> chị cô sao lại ăn mặc như vậy chị chuẩn bị đi nhổ cỏ hả <laughs> anh man suốt ảnh thích tôi ăn mặc như vậy đó con nghi ngờ mắt thẩm mỹ của ba quá đó chủ của một công ty may mặc mà cho vợ mình ăn mặc như vậy hay sao tại sao lại không được chứ dân siêu mặc gì cũng được hết vì cô ấy xinh đẹp mà con con ngồi xuống đi Hơi thiệt ờ thiệt dạ sung <laughs> chu à ba của cô bị hội chứng sợ hãi đó Ba của cô bắt tôi mặc quần ghi Và không được trang điểm khi đi làm Để khách hàng không chú ý tới tôi đó <laughs> Ba của tôi là một người bảo thủ vậy đó Năm đó Khi tôi được nghỉ hè về Hàn Quốc chơi Tôi có đi uống nước với bạn bè của tôi Thì cảnh sát đã đến quán ba tìm tôi Vì ba tôi báo với cảnh sát là tôi đã bị mất tích đó Ai, Trời <laughs> đất ơi Đây đâu phải thế kỷ 15 Sao nãy có thể bảo thủ như vậy được chứ Ai, Bởi vì anh yêu hai người mà sao anh không thể bảo vệ vợ và con gái của mình được chứ giống, giống kiểm, kiểm soát nhiều, nhiều hơn, hơn là bảo, bảo vệ đó. đó sao hai người lại cùng lúc nói ra như vậy hả bữa tối xong chưa em kim chi hầm tới đâu rồi nếu như anh không bắt em mặc quần bát ghi và cho em trang điểm thì em sẽ làm kim chi hầm cho anh thôi được rồi đừng mặc đầm quá ngắn là được <laughs> em biết rồi <laughs> con gái à cuộc họp hội đồng sau rồi con ờ à, giám đốc cho su hi đã tự xin từ chức rồi ba cái gì có thật không bà ta đã từ chức nhưng yêu cầu tới khi nam chin và cho si U quay về làm việc thì khi đó bà ta mới chính thức nghỉ việc vậy sao thời gian này bà ta sẽ dở trò gì đi con cũng lo lắng về vấn đề này lắm nhưng mà nam chin lại kêu con không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy Trời ơi, phải lo lắng chứ. Con phải coi chừng cậu tao đó. Uhm. Dạ con biết rồi ba. <laughs> Nếu Hùng Càng quan trọng với bà, thì tại sao bà lại hủy hoại danh tiếng của Hùng Càng, làm Hùng Càng mất uy tín chứ? Nếu tôi bị đuổi việc thì tôi cũng không đi một mình đâu hãy chống mắt lên xem người giành chiến thắng cuối cùng là ai nếu như những gì anh nói là chính xác nam chinh bị chính mẹ mình bắt cóc nếu như nó phát hiện ra chuyện này thì nó có thể chịu nổi hay không không lẽ bắt nó trừng phạt mẹ ruột mình sao không còn thời gian nữa mình không thể cứ ngồi yên như vậy được được rồi nếu diễn ra theo kế hoạch thì siu sẽ trở thành người thừa kế thưa ông ông không được vào phòng của giám đốc đâu ông ơi tôi đã nói với cô không cho luật sư hơi vào phòng của tôi rồi dạ tôi xin lỗi chúng ta cần nói chuyện cô hãy cho tôi chút thời gian đi cô ra ngoài trước đi dạ anh đã đạt được những gì mình muốn anh đến đây để cười nhạo tôi có phải không cô lắng nghe những gì mà tôi sắp nói với cô đây cu si không phải là con trai ruột của cô <laughs> anh vẫn nói về chuyện đó sao dù cô có tin tôi hay không nhưng sự thật vẫn là sự thật anh nghe đi. cu của tôi đã làm xét nghiệm adn chứng tỏ rằng thằng bé chính là cháu của cố chủ tịch anh nhưng mà anh lại nói cu không phải con tôi sao cu thực sự đúng là cháu trai của cố chủ tịch anh nhưng mà cậu ấy không phải là con trai của cô mà chính là con trai ruột của Kim So Yon, người mà cô căm ghét nhất trên đời này. Anh im đi. Đừng có ăn nói bậy bạ. Tại sao anh có thể nói ra những chuyện vô nghĩa như vậy với tôi chứ? Bởi vì tôi không thể tiếp tục nhìn một người mẹ và đứa con trai của cô ấy cầm ghét nhau trở thành kẻ thù. Một khi Nam Chin phát hiện ra sự thật này, thì cậu ấy sẽ cảm thấy sốc lắm. Bây giờ anh đang muốn nói gì nữa vậy? Con trai của cô không phải là giám đốc Choi Siu, mà là đội trưởng An Nam Chin. 18 tháng 8 năm 1989, có hai đứa bé duy nhất được sinh ra tại bệnh viện đó mà thôi. Đó chính là Nam Chin và siu U. Tôi cũng không biết lý do tại sao hai đứa bé bị tráo đổi như vậy. Nhưng mà, có một điều rất rõ ràng trong chuyện này. Đứa bé mà Bang chân sang đã bắt cóc. Chính là con trai ruột của cô. Không thể như vậy Ra ngoài Lập tức ra khỏi văn phòng của tôi ngay đi Nếu như cô không tin tôi Thì cô hãy tự đi chứng minh Cô hãy xét nghiệm ADN giữa cô và cậu Nam Xin Thì cô sẽ biết ngay Rồi Nam Chin sẽ cảm thấy bị tổn thương như thế nào? Nếu như mẹ cậu ấy là người bắt cóc cậu ấy, còn Siu thì sao? cậu ấy không gặp được mẹ ruột của mình là bởi vì mẹ cậu ấy đã ở dưới xuôi vàng cô hãy nghĩ tới những gì mà họ phải chịu đựng tất cả là vì lòng tham vô đấy của cô cô đã gây ra những chuyện nực cười này và bây giờ cô hãy để lại mọi thứ trở về như cũ đi. Xuân cha à, cô hãy trả tiền cho tôi đi, tôi sẽ lấy tiền rồi biến khỏi đây ngay. Anh gây ra chuyện rắc rối vậy, giờ muốn bỏ đi là sao? Nếu phát hiện ra thì chắc chắn Choi Gum Sun sẽ giết tôi chết luôn. Tôi phải đợi cõi đây mới được. Sun cha ơi. Quảng gia thôi, cô mau cản cô ấy đi. Trời đất ơi. U dạ đã Đủ rồi đó. Thôi đi. Cô xin vào năm con chó có phải không? Tại sao cắn tôi vậy chứ? Trời đất ơi. Tôi còn muốn dạy anh và nuốt anh vô bụng luôn nữa đó, được không? Tôi đâu có gây ra chuyện này đâu Chuyện này là do bệnh viện nhầm lẫn thôi mà Tôi chỉ bắt cóc đứa nhỏ Theo Theo tên ở dòng chân thôi Sao anh lại đi bắt cóc một đứa nhỏ chứ Tại sao anh lại bắt đứa nhỏ Để lấy tiền và gây ra rắc rối này hả trời Anh ra đời Là để làm cho thế giới này rối tung lên hết hả Mặc dù Tôi đi bắt cóc nhưng tôi làm theo lệnh của người khác mà Xuân cha, tha thứ cho tôi lần này đi Tôi xin lỗi Xuân cha mà Xuân cha Làm bao nhiêu chuyện mà vẫn còn sống trên đời như vậy Tôi thấy anh thà chết đi còn hơn á Khi tôi nghĩ tới cảnh Nam Chinh sẽ bị sốc ra sao Thì chẳng thà tôi chết đi Con bị sốc vì chuyện gì vậy? À, hả? À, à.